Coi thử con bỏ sót cái gì hay không. Đã nhiều lắm rồi. Hả? Sao con vẫn còn băng dép? Không phải hả? Má à, con ra ngoài lấy lại đôi giày thế nào. Ê, hai đứa mày làm gì? Nè, bu tay đây, 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 bu tay có sao không? Không sao. Còn của tao cũng dám đánh à? Mày thì to gan à? Còn nói tôi, ông có biết ai thằng con có không? Chuyện gì vậy? Bà dạy con kiểu nào? Bà coi nó nha, không có chút lễ phép nào hết. So với hai thằng con của ông đã khá nhiều lắm. Coi nó nha, còn phách lối như vậy. Ba mày còn sống á, nhất định bị mày chụp tức chết. Ba tôi còn sống không dám tới ăn hiếp chúng tôi hả? Tưởng tôi không biết ông muốn giật mảnh đất của chúng tôi thôi. Uầy, mày nói gì? Nói gì? Đừng có nói với nó nữa. Mình về. Bỏ đi, đều là người mình với nhau. Má à, họ có coi mình là người mình đâu. Bỏ đi, sáng chiều gặp mặt mà gây xích mích thì không có nên. Má cũng nghĩ lại rồi, sẵn cái miếng ruộng đó không có trồng rau hay là... Không được, miếng ruộng đó là ba một tay dựng ra mà, đâu có thể đưa cho người ta. Bỏ đi, chỉ cần trừ lại căn nhà có chỗ ở là được rồi con. Má à, sao lại bỏ? Tại vì má rụt rè quá mình mới bị ăn hiếp thôi. Miếng là ngày nào có con ở đây, họ đừng hòng lấy được mảnh đất của con. Còn nữa, lúc mà con đi vắng, má đừng có cho tụi nó đạp qua nhà mình nha. Thôi được, tới giờ rồi con không đi. Phải, để con đi kiếm ba lô. Còn đôi giày của con. Má đã đôi đó được rồi. Chào. 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 Quy, anh Quy à. Đôi giày của anh đẹp quá, mua ở đâu vậy? Hàng kiểu mới, sau năm hồi Quy 97 hả? Quy, đừng cười người ta mà. Chuyện gì? Chào các bạn. Chào thế. Cảm ơn các bạn gia nhập vào hàng ngũ ICAC của chúng ta. Nhưng mà trước khi các bạn trở thành trợ lý chủ nhiệm điều tra, các bạn phải trải qua thủ huấn ngoài trời trong 12 tuần. Mấy tuần lễ đầu mình sẽ huấn luyện ở trong trại ngoài trời ở xế cùng. Tôi là thầy giáo của lớp huấn luyện cho các anh chị lần này. Tôi là Trần Biểu Bác. Đây là sếp Dĩ. Ông sẽ giúp tôi lo việc kỷ luật của các bạn. Trần Lễ Bình. Dạ có. Uông Trác Dân. Dạ có. Lê Gia Kiệt. Có. Giảng Minh Quỳ. Có mặt. Lưu Tử Xe. Lưu Tử Xe. Lái nhanh chút đi. Được, lái nhanh chút đi. Con không qua mặt. Được, qua mặt đi. Mau lên. Ông chủ cô hai, cô sao không vậy? Không sao. Quay, lái xe kiểu nào đây? Anh chết kệ em, đừng báo hại bà con à. Ờ, xin lỗi nha. Ê, anh đã biết chúng tôi lái xe nhanh, còn phóng đầu ra làm gì? Để đi à, đừng có gây nữa, con đi nha. Quay, tôi bỏ mặt, báo cảnh sát đo chỗ. Báo thì báo đi, ai ngán anh. Anh lo liệu giùm tôi nha. Ờ. Sang à, nè, chuyện gì mà nóng dữ vậy? Sang à. Ây à. Chuyện gì mà nôn nóng vậy chứ? Hey. Cũng tại ba thôi, tổ chức vũ hội làm chi? Báo hại người ta uống say, đã quên thức dậy nè. Ba mở dạ hội là muốn con được vô quy thôi. Con gái của ba được vô ACAC đó mà, đừng nhìn phía ngoài phòng chứ. Ba phải lấy lẹ với họ mới được. Bây giờ thì giỏi quá rồi, đi trễ là sẽ bị khai trừ đó. Hey, không có đúng giờ như vậy đâu. Hàng ngũ kỷ luật đó mà. Hàng ngũ kỷ luật rồi sao? Bị ba chọc tới chết đi. Ê, đừng có nóng, quẹo cua là tới rồi. Tôi chết rồi, họ đã đi rồi. Họ đi mất rồi. Tài xế à, đừng có ngừng xe, mau rượt theo cái xe buýt. Lấy nhanh chút nha, làm ơn.
đi. Đúng rồi, nhanh lên chút. Rửa theo chiếc xe đằng trước cùng tôi đi. Ngừng xe. Quê, coi cô đó kìa. Wow, cũng đẹp gái chứ. Hey, cô đó vậy là biểu mình ngừng xe. Ai vậy hả? Ngừng xe đi, làm ơn. Hey, đừng có nóng. Bắt làm ơn dừng lại. Chạy qua cái xe đó. Làm ơn mau lên. Làm ơn. Nhanh lên đi. Sorry sir, tôi là Lưu Tử Sang. Ngày đầu tiên đã đi trễ rồi, không có chút kỷ luật nào hết. Cô nghĩ cô có thể trở thành một nhân viên điều tra đàng hoàng hay sao? Ê, sao ICAC không nói lý lẽ vậy? Nghe tôi giải thích. Để đi. Sir, đi trễ là lỗi của tôi, nhưng mà tôi cực khổ rượt theo là mong sir cho tôi một cơ hội. Lần này chỉ là tai nạn thôi, nếu như sir muốn trừ điểm thì không sao, mai này tôi có thể kéo lại mà. Không phải, đã lỡ đi trễ rồi, tại tôi báo hại nó đó. Nó đậu ICAC cũng là một nhân tài, thông cảm lần nha. Sao hả? Sếp. Không có lần sau nha, lên xe. Thank you sir. Đi đi. Hi. Tôi là Trần Lễ Bình. Tôi gia nhập vào ICAC vì không muốn bị thất nghiệp. Tôi thì xấu số lắm. Hôm xưa làm ở công ty nào thì công ty đó cũng bị đóng cửa. Tôi cũng đã vô quân bộ rồi, còn tưởng là tốt lắm. Ai ngờ năm 97 tới cũng bị thất nghiệp thôi. Như vậy có lo lắng tới tương lai của ICAC sau 97 không? Không có lo. Tại sao? Tại vì khách hàng đông, thị trường lớn. Trung Quốc có dân số tới 1 tỷ dân lận. Tôi là Giảng Minh Quy. Lý do gia nhập vào ICAC đơn giản lắm. Quét sạch tham ô. Và tôi muốn chứng minh thực lực của mình. Có tiền hay là không? Đang diễn kịch nói hả? Người ta nói loạn lạc xuất anh hùng. Tôi muốn nhân cơ hội này thi tuyển tài cán. Tôi là Lưu Tử Sơn. Thật ra cũng không nghĩ tới phải làm gì trong thời thế mẫn cảm này. Nhưng mà tôi thấy tôi còn trẻ tuổi, dù sao cũng có chút ảo tưởng và hàng ngũ kỷ luật. Ê, công công ba, đây. Hoàn cảnh cũng khá lắm. Phải, cũng khá lắm. Ê, có hai cái giường, chị lấy cái nào? Không sao, vậy tôi ngăn trên. Được. Nè, cái túi đây. Cảm ơn nhiều. Không có gì. Thế nào, còn nhớ tên tôi không vậy? Anh là Bình xấu số mà. Được. Tôi về trước nha, bye bye. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Ê, xấu số hả? Theo tôi thì dạy dục đúng hơn. Thì cũng vậy thôi. Ê, Tử Sang à, chị không dùng phòng tắm thì tôi đi tắm rửa trước nha. À, được được. Chuyện gì? Sao con mặc áo bá hại người ta rửa mắt đó? Chuyện gì? Có rắn kìa. Có rắn. Tứ Sang à, chuyện gì? Chỗ đó có rắn kìa. Có rắn. Ai bắt đây? Ê, chỗ nào có rắn? Trong hộp tủ. Trong này. Coi chừng nha. Quê. Quê, quê. Chuyện gì? Sắp chết rồi.